Cô gái này là người đăng quang hoa hậu khu vực trong cuộc thi hoa hậu Hàn Quốc. Lúc mọi người đang vui vẻ chúc phúc cho cô, thì đột nhiên có một người đi tới đưa cho cô một tờ giấy. Sau khi xem nội dung của tờ giấy thì cô sợ hãi vô cùng. Ma Aeri lúc này đang ngồi dưới khán đài quan sát xem rốt cuộc cô sẽ làm gì tiếp theo. Bởi vì trong giờ nghỉ ngơi, Aeri đã phát hiện cô gái này liên tục uống đường mạch nha. Tất cả bà mẹ đều biết đường mạch nha có tác dụng giảm sữa sau sinh. Ban tổ chức đã có quy định thí sinh từng sinh con không thể tham gia cuộc thi, nhưng không ngờ cô lại trở thành hoa hậu. Sau lễ trao giải, Aeri biểu thị mình hy vọng tân hoa hậu có thể chủ động nói ra sự thật. Nhưng khó lắm mới có được danh xưng hoa hậu, sao cô dễ dàng bỏ cuộc như vậy được? Người phụ trách Giang Chun Gia cũng không biết cô đã từng sinh con. Bọn họ còn chưa nghĩ được cách giải quyết thì Sun Giang đã gọi điện thông báo với ban tổ chức. Bởi vì cô chính là người đạt hạng 4 trong cuộc thi, nếu hoa hậu bị loại thì cô sẽ có thể vào vòng chung kết. Chun Gia vô cùng tức giận khi đứng trước lợi ích Sun Giang có thể bán đứng bạn bè như vậy. Đồng thời vì đạt hạng 4 nên Ji Giang cũng nhận được điện thoại của ban tổ chức. Cô được thông báo hãy chuẩn bị để tham gia chung kết. Hạnh phúc tới quá đột ngột nên Ji Giang cảm thấy vô cùng khó tin. Bởi vì cuộc thi xảy ra vấn đề nên họ phải trao đổi lại vương miện. Ji Giang và Sun Giang từng là hạng 4, nhưng hiện tại chỉ có một vương miện dành cho hạng 3. Bọn họ đành dùng cách đơn giản nhất để giải quyết. Kết quả Giang Jun đã chiến thắng trò chơi kéo búa bao. Không được, không công bằng. Cuối cùng Ji Giang đã nhận được vương miện. Sau đó đám người Chun Gia đã chặn Ji Giang ở WC. Sau khi bị giành giật vương miện, Ji Giang liền lao vào chiến đấu với bọn họ. Sau đó Sun Giang và Chun Gia đã cùng nhau đi mua đầm dạ hội để tham gia buổi chụp hình. Vừa nhìn thấy Sun Giang mặc chiếc đầm màu xanh thì Chun Gia đã cảm thấy rất thích. Nhưng đến khi hỏi giá bà mới phát hiện chiếc đầm có giá lên tới 20 triệu. Bao nhiêu? 20 triệu, lấy đi. Vâng. Không lâu sau Aeri cũng đưa Jae Hee đi chọn đầm dạ hội. Khi nghe thấy có người đã đặt chiếc váy màu xanh thì họ liền chọn bộ đồ giá rẻ bên cạnh. Không ngờ ngay sau đó Chun Gia lại âm thầm quay lại tiệm. Bà đã chọn đúng bộ giá rẻ, Aeri vừa chọn rồi nói với nhân viên chiếc đầm màu xanh quá đắt nên muốn đổi sang chiếc đầm khác. Cuối cùng Chun Gia đã mua chiếc đầm giá rẻ. Hóa ra Aeri đã đoán được Chun Gia sẽ quay lại tiệm. Ngày hôm sau, Sun Giang đã mặc chiếc đầm giá rẻ tới hiện trường chụp hình. Khi Jae Hee vừa bước vào thảm đỏ, họ lập tức phát hiện cô mặc chiếc váy màu xanh đắt đỏ. Phải làm sao đây? Lần này Aeri chính là người thắng cuộc. Khi cuộc thi sắp bắt đầu, Ji Giang mới xuất hiện. May mắn là họ không để lỡ cuộc thi. Sau khi chụp hình với đầm dạ hội, bọn họ sẽ chụp hình dưới bể bơi. Tất cả các cô gái đều phải chuẩn bị kỹ càng để chụp hình ở hồ bơi. Họ sẽ được phân chia ở những địa điểm khác nhau. Không ngờ Ji Giang lại phải chụp hình trong bể bơi. Nhưng cô không thể nào lấy được cân bằng trên phao. Vì vậy mãi không có một tấm hình nào. Sau nhiều lần thất bại, Ji Giang đã trở nên vô cùng thảm hại. Thời gian chụp hình của mỗi người đều có hạn nên có thể Ji Giang sẽ bị hạ thành tích. Cuối cùng Giang Jun trực tiếp lao xuống bể bơi đẩy Ji Giang lên phao để cô thể hiện tài năng của mình. Vậy là cô đã thuận lợi hoàn thành cuộc thi. Tình hình của các thí sinh khác cũng không mấy lạc quan. Cho dù có bôi kem khắp người hay xịt keo lên tóc, chỉ cần nước xuất hiện thì tất cả đều bị đánh bại. Jae Hee còn ngã luôn xuống bể bơi. Sun Giang may mắn được đứng ở vị trí dễ dàng hơn. Cô đã thể hiện đủ tư thế xinh đẹp trước ống kính. Chỉ là động tác cuối không được ổn cho lắm. Tiếp theo là tiết mục ca hát nhảy múa. Sun Giang là người đầu tiên biểu diễn. Mặc dù cô nhảy cũng rất ổn, nhưng giọng hát của cô thì có chút gì đó. Sau đó nhân viên đã tắt luôn nhạc của Sun Giang. Người lên sân khấu thứ hai là Jae Hee. Khi cô hát đã quên mất phải nhảy. Điều này khiến ban tổ chức cũng không vui cho lắm. Lúc này đã đến lượt Ji Giang lên sân khấu. Phần biểu diễn của cô khiến mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Nhưng có người ngưỡng mộ cũng sẽ có người đố kỵ. Khi Ji Giang mới vào nhà vệ sinh thì hai cô gái này lập tức nở nụ cười đắc ý. Quả nhiên vừa bước vào nhà vệ sinh, Ji Giang đã bị dội một gáo nước lạnh. Ji Giang tức giận đến tìm họ tính sổ. Nhưng hai cô gái không chịu thừa nhận. Jae Hee vừa nói cho Ji Giang vài câu thì đã bị ném gối vào mặt. Nhưng Jae Hee cũng không phải hạng vừa. Cô lập tức túm cổ một cô gái. Sau đó bọn họ liền đánh nhau. Ji Giang cũng lao vào chiến đấu với người còn lại. Âm thanh trong phòng rất nhanh đã thu hút nhân viên. Cuối cùng mỗi người bị trừ 15 điểm. Nếu còn xảy ra chuyện này thì họ sẽ bị loại. Những người phụ trách cũng chỉ có thể cạn lời. Ngày hôm sau Aeri và Chun Gia phát hiện Sun Giang đang tiếp xúc với một người lạ. Người phụ nữ nói muốn giới thiệu cho cô công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao. Hai người liền xuất hiện bắt tại trận. Chun Gia không nói gì xử luôn người phụ nữ. Aeri nhìn thấy vậy thì cũng lao vào đập cô ta liên hoàn. Đánh mạnh hơn đi. Vì bảo vệ an toàn cho các cô gái, hai người đã liên kết với nhau. Nhưng họ không hề biết ở vòng tiếp theo còn có kiểu gian lận đáng sợ hơn nữa. Lần này cuộc thi đã tiến đến vòng xem xét hình thể. Aeri đang kiểm tra hình thể các tuyển thủ để họ không lộ ra chút sơ hở nào. Chun Gia cũng không chịu lép vế. Dùng sức chút, cố lên. Lúc này Giang Jun đang lo lắng cho thành tích của Ji Giang. Bởi vì họ chỉ dựa vào thực lực để bước vào cuộc thi mà không có bất kỳ mối quan hệ nào với ban tổ chức. Khi tiết mục kiểm tra hình thể bắt đầu, các thí sinh sẽ lần lượt bước vào phòng. Thí sinh nào sở hữu hình thể đẹp cùng tư thế ưu nhã sẽ được đánh giá cao. Bọn họ phải bỏ giày cao gót để nhận đánh giá. Ji Giang đã được thành viên ban tổ chức nhắm trúng.
Một người trong ban tổ chức mới khen Di Giang vài câu thì nhận được tín hiệu của đồng đội. Cô lập tức im lặng không bình luận nữa. Di Giang vừa quay đầu thì nhìn thấy sếp cũ ngồi trên ghế ban tổ chức. Không ngờ loại người như hắn cũng có thể xuất hiện ở đây. Di Giang cũng bị hắn cho điểm thấp nhất. Cuối cùng hắn đã bị xử đến mức chỉ có thể rời khỏi. Tiết mục tiếp theo là biểu diễn trên sân khấu. Mỗi người đều sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Lúc này các thí sinh đã bước vào đêm chung kết quan trọng. Kết quả thực lực của Di Giang đã khiến cả hội trường ngạc nhiên. Lúc này người dân đều đang xem livestream. Các khán giả có thể dựa vào nhắn tin để bình chọn cho thí sinh mình yêu thích. Aeri đã vận động toàn bộ nhân viên bình chọn cho Jehi. Chunja còn phát cho mỗi người một chiếc điện thoại để họ nhanh chóng bình chọn cho thí sinh của mình. Vì muốn chiến thắng mọi người đều dùng hết sức lực. Ngày hôm sau là lúc công bố điểm của các thí sinh. Di Giang đã thành công lọt vào top 7. Khi nghỉ ngơi các cô gái không lọt top đều vô cùng đau buồn. Trong 7 người còn lại sẽ có 4 người hạng 3 và 2 người hạng 2. Vị trí cuối cùng dành cho Hoa hậu. Lúc này mọi người đều vô cùng căng thẳng. Kết quả Sun Giang chỉ nhận được hạng 3. Đây vốn không phải là kết quả Chun Gia mong đợi. Sau khi công bố các thí sinh đạt hạng 4 thì MC cũng công bố thí sinh hạng 2. Hiện tại chỉ còn Di Giang và Jehi chưa được công bố kết quả. Trong hai người sẽ có một người là tân hoa hậu Hàn Quốc. Đột nhiên Di Giang phát hiện Giang Jun không ở khán đài. Hóa ra vì để Di Giang tham gia cuộc thi anh đã thế chấp công ty của mình. Bởi vì chưa thể trả tiền nên Giang Jun đã bị đàn em của chủ nợ đánh một trận. Anh chỉ có thể xem kết quả thông qua TV. Nhìn thấy Di Giang rạng rỡ trên sân khấu, Giang Jun cảm thấy vô cùng hạnh phúc. MC lúc này đã công bố người đạt giải Hoa hậu Hàn Quốc. Hoa hậu Hàn Quốc năm 1997 là. Chúc mừng thí sinh. Số 25 ô Di Giang, chúc mừng. Khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Cuối cùng Di Giang đã thực hiện được ước mơ. Từ bé Di Giang chỉ là một cô nhóc bình thường. Sau khi tốt nghiệp thì trở thành nhân viên phục vụ thang máy bình thường. Hiện tại dựa vào nỗ lực của bản thân Di Giang đã trở thành Hoa hậu Hàn Quốc. Cô xứng đáng có được giây phút vinh dự này. Trên thế giới này mỗi người muốn bước trên con đường thành công đều phải trải qua chông gai. Bạn không thể tưởng tượng ra họ đã khó khăn như thế nào, nhưng có thể giống như họ học cách nỗ lực tiến về phía trước.